Ủa, thầy. Ho, ngăn con tận hưởng khoảnh khắc Frostbite giảm ho, hồng thanh ơi, trời thiệt đã. Anh Hiếu, anh sao vậy? Dạ, thầy có quen với ba má chồng con sao? Vậy con mời thầy vào nhà dự tiệc. Không cần đâu, tôi với nhà bên này cũng không có quen biết gì. Tôi về đây để chẩn bệnh cho người ta, tình cờ đi ngang qua thấy cổng cưới nên ghé mắt vô vậy thôi. Không về là đám cưới của cô hai. Mà giờ thì tôi cũng mệt rồi nên muốn về nhà. Chúc cô 200 năm hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn thầy. Thầy về. Đi. Hai đứa làm gì mà ngoài đây lâu quá vậy? Má, sao vậy má? Má quen bác gái đó hả? Hồi nãy con thấy bác gái đó quen quen. Má đâu có quen. Hai đứa con đi vô tiếp khách đi, nhanh lên. Không lẽ là bà sao? Toàn người nhà không mà có gì đâu mà sợ anh. Đi ra đây. Từ từ. Này, lên giường. Chuyện gì vậy con? Anh Hiếu, anh sao vậy? Cái gì vậy? Bà già, nè. Bà già tóc dài. Bà già tóc dài chết rồi. Anh hai ơi. Hiếu à, nhà mình không phải trên ghe, không phải chết đuối, đừng có sợ nha con. Anh hai nè. Anh Hiếu, em Bông nè. Em Bông mà. Vợ con đâu? Anh Hai, là chị dâu mà. Không lẽ bà Ba Son vẫn còn sống? Lần này bà về để làm gì? Nếu bà về
mà đòi lại con thì cái nhà này thế nào cũng tan nát. Nếu thằng Trọng Nghĩa mà biết được chuyện ngày xưa mình bắt cóc nó đem về đây, khiến nó xa lìa má ruột của nó, thế nào nó cũng hận mình. Biết đâu nó sẽ trả thù mình bằng cách hủy hoại hạnh phúc của thằng Trọng Hiếu. Biết đâu nó sẽ cướp lại con Bông. Mình sẽ bằng mọi giá bảo vệ hạnh phúc cho thằng Trọng Hiếu. Nếu bà Ba Son tới đây mà đòi lại con, mình sẽ chói. Mình dứt khoát không cho mẹ con nó nhận lại nhau.